Rồi xin giới thiệu anh em. Ở đây là hai cái lọc của Honda Winner. Đây là cái lọc zin. Còn đây là cái lọc đồ DNA của Hy Lạp nha. DNA Hy Lạp. Thế đây hai cái lọc này nó gắn cái lọc này thì lọc đồ này nó gắn với lọc zin. Thì nó khác nhau chỗ nào? Thì mình sẽ cho các bạn thấy nó khác nhau chỗ nào thôi. À, đèn ánh sáng nó lọt qua được cái lọc này không? Chứng tỏ là nó sẽ thoáng hơn. Thoáng hơn, mình thấy ánh sáng ở cái lọc này, thấy chưa? Rồi tới cái lọc zin thử nó có qua không nha. Đây. Hoàn toàn không thấy ánh sáng qua luôn ha. Nó tại cái lọc của lọc zin Honda Winner này á, là nó là cái lọc giấy tẩm dầu. Nó rất là dơ không? Nó tẩm dầu lớp ngoài này. Thì nhờ cái lớp dầu này nè thì nó sẽ giữ bụi lại, không có ngấm qua được cái lớp giấy này, và xài được khoảng cũng một khoảng thời gian khoảng 10.000 tới 20.000 cây là nhiều lắm, là mấy bạn phải bỏ cái lọc này, nó rất dơ ha. Còn cái lọc độ DNA này thì sẽ có cái chai vệ sinh sử dụng vĩnh viễn. Cái lớp này nó cấu tạo của nó là nó có tới ba bốn cái lớp lọc, nó lọc rất sạch, thấy được cái ánh sáng qua nhưng mà nó lọc rất sạch, rất tốt, và nó cho cái lượng gió vào so với cái lọc zin tốt hơn khoảng 40%, nhìn là rất đẹp, nó rất dẻo này, nó rất dẻo, nó rất dẻo này. Còn cái lọc zin là không có bẻ được nha anh em, cứ nhắc. Đó. Thì nếu mà anh em mà chơi mà bài độ nhẹ và mua sân lửa thì có thể sử dụng cái lọc zin này, cái lọc độ DNA này, giá thị trường khoảng 900 tới 950 như này. Mình đi rồi thấy cảm nhận nó cũng không thua gì lọc trụ đâu, nhưng mà nếu mà mình chơi bài lớn thì mình sẽ đi lọc trụ, còn nếu mà xe zin hoặc đi bài nhỉnh hơn xíu thì đi cái lọc này nó đỡ bị dính nước, trời mưa mình cũng không sợ nữa, cái âm thanh nó cũng khá là hay ha. Giới thiệu luôn, mình đang lắp cái lọc trộn. Đây là cái lọc trộn giữa hai cái ướt nhược điểm của lọc trộn. Xin chào anh em.